em không có thoát ra được cái sự lo sợ đó. Lúc nào trong đầu em cũng có một cái tâm lý đó là em sợ chỉ một việc nhỏ thôi là mình không giữ được con. Em đi hỏi bác sĩ kêu là ủa khi nãy khám bình thường mà đâu có gì đâu. Thôi bây giờ mình cứ ở đây để bác sĩ theo dõi. Em nằm ở bệnh viện từ sáng như tới chiều tối luôn. Thì bác sĩ hỏi em có bị đau bụng không? Em hoàn toàn không bị đau bụng luôn nhưng vẫn ra máu. Em chẳng hiểu. Bác sĩ cũng nói sao trường hợp này lạ nhờ. Người ta bị ra máu hay là có dấu hiệu xanh thì phải rõ ràng một xíu. Bác sĩ khám là đó là bây giờ nó không chịu nở luôn. Nhưng mà nó rõ ràng nó đã muốn ra rồi. Bác bảo em là cứ đi đi lại lại trong bệnh viện, rồi cứ xoa cái bụng của mình để cho nó thúc đẩy cái quá trình mà em bé muốn ra như vậy. Đến 12 giờ đêm bác sĩ chốt hạ luôn. Thôi cứ để nó ở bên trong như vậy hoài không được. Lỡ có chuyện gì bác sĩ không chịu trách nhiệm, mổ luôn. Thế là em xin mổ mặc dù con em chỉ có khoảng 2,9 kg. Cái ngày mà mình đi khám thai mình đã run rồi. Còn cái lúc sinh mình còn run hơn nữa. Trước khi mà đẩy em vào là chồng em đã nắm tay em nói một câu gì nè: không có gì phải lo. Thì một tiếng đó em niệm muốn mòn, niệm khô mòn, cổ. Mòn lưỡi luôn. Em niệm mòn. Em cứ nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn xung quanh, ánh đèn màu vàng 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 vàng. Nó lạnh. Lạnh nữa chị. Kim đồng hồ nó vẫn không thể nhích qua khỏi một phút. Có cảm giác là mọi thứ nó đóng băng. Có những cái khoảng chờ đợi mà sao mặt mọi thứ nó không nhúc nhích gì hết trơn á trời. Nó ghê hơn mấy cái cô đang yêu mà chờ đợi người tình đến trễ nhiều. Dạ. nhiều dữ lắm. Cái thời gian mình đợi á là một tiếng, nhưng mà bắt em bé ra có 15 phút thôi chị. Em nghe tiếng khóc đầu tiên của con em. Em khóc lớn hơn nó nữa. Em khóc lớn hơn nó nữa. Em là Phan Yến Nhi, em đi hát ở phòng trà cũng như là event. Và ngoài ra là em có một công việc nữa, đó là mình bán hàng trên Facebook cá nhân thôi chị. Và bây giờ chúng ta hãy đến với hành trình mang thai của mình đi nào. Cái giai đoạn và cái lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình mang thai nó diễn ra như thế nào? Khoảng cách đây 2 năm là em biết mình bị bệnh. Và bác sĩ nói với em là em không thể có con. Em cũng hơi thắc mắc là tại sao bác sĩ lại nói thẳng như vậy. Có nhiều người ta sẽ không nói như vậy đâu. Người ta sẽ kêu là thôi về lấy chồng đi hay là như thế nào đó để cho mình mau có con hơn. Bác sĩ lại nói là không có con. Thì cho đến khi mà em gặp được cái người chồng hiện tại và em có con á, thì ban đầu em cũng không tin là mình có. Tại vì trước đó là em đã trải qua 2 năm để mà điều trị, và cái người mà đồng hành điều trị bệnh cho em là mẹ. Đến khi em gặp chồng mình, một người đàn ông mà lần đầu tiên em gặp, em suy nghĩ trong đầu luôn là mình phải là vợ và phải có con với người này. Mãnh liệt tới như vậy luôn. Dạ vâng. Lúc đó là em bỏ qua hết cái sự tự ti về bản thân mình. Nói thì có vẻ như mình hơi gài cái người đàn ông đó, nhưng mà em cũng chia sẻ thẳng luôn là em để thả luôn. Tức là em muốn có luôn. Và nếu may mắn có được thì cái việc mà cưới hay không cưới nó không quan trọng với em. Vậy thì cái lúc đó là ảnh có biết không? Em có chia sẻ với ảnh về các cái vấn đề trước đó của mình về sức khỏe không? Dạ, hay là không. Mình im luôn, mình phải bảo mật thông tin để an dạ, toàn. Dạ đúng rồi. Tại trước đó thì em gặp nhiều người và em đã khai thật quá nhiều. Cho nên dẫn đến là em không có quen ai bền vững. Cho nên khi mà em cảm thấy là trong người mình nó có những cái dấu hiệu lạ, nó rõ lắm, nhưng mà em cũng mang tâm lý là mình đang bị bệnh, cho nên em không tin mình có con. Và em thử que đến 2 ngày. Ngày đầu tiên em thử là buổi sáng em nhịn ăn sáng rồi em cũng đi thử và nó lên 2 vạch. Em vừa mừng, trời ơi, mình có con thiệt hả ta. Nhưng mà em suy nghĩ lại là em đã từng xem ở đâu đó là người ta nói là nếu mà mình bị bệnh phụ khoa thì cái que đó nó vẫn có thể lên 2 vạch. Em vẫn chưa tin, tức là em vẫn đưa cái đó cho chồng em xem. Chồng em cũng kiểu cười cười thôi. Chồng em luôn là người có chuyện gì cũng cười trước đã. À chứ không phải là anh vui quá mà anh cười đâu, đúng không? Cần phải làm rõ chỗ này nha quý vị. Đôi khi hành vi là một nhưng mà cái cơ chế của hành vi đó nó khác dữ lắm. Rồi sao? Dạ. Qua ngày hôm sau em thử lại, anh không coi như anh đi làm, vẫn 2 vạch. Được khoảng 80% khẳng định mình có em bé. Rồi em bắt đầu nói chuyện với anh. Thì ban đầu em cũng hơi khó chịu là tại vì em không biết anh vui hay anh buồn nữa. Xong rồi anh nói với em là thôi, ngày mai đi khám. Cảm giác của em từ lúc ở nhà đi đến bệnh viện khám nó lâng lâng lắm chị. Nó hồi hộp lắm. Mình rất hy vọng cái điều đó là sự thật. Tại vì hơn ai hết bản thân em biết mình muốn có con.
Em cứ nhìn coi bác sĩ nói gì, đợi hoài mà bác sĩ siêu âm lâu quá. Cái bác sĩ kêu có tim thai rồi em nha. Lúc đó tim em muốn nhảy ra bên ngoài luôn á, hai con mắt em rưng rồi mà tim cứ kiểu mà đập thình thịch. Bác sĩ kêu ủa sao mà siêu âm mà nghe tim đập mạnh quá vậy. Cuối cùng là tim mẹ chứ không phải tim con nha. Rồi bác sĩ bảo là em có tim thai rồi. Là cái cảm giác lần đầu tiên mình biết được là mình sắp làm mẹ. Thật sự đến bây giờ em không thể nào quên được cái cảm giác lúc đó đâu. Chị nghĩ là không có bà mẹ nào mà quên được cái khoảnh khắc đó. Dạ. Cái khoảnh khắc mà mình nghe một cái tiếng đập của một cơ thể thứ hai nằm trong người của mình, nó kỳ diệu lắm, nó rất là kỳ diệu. Mà nó càng kỳ diệu với những người mẹ mà thật sự họ rất là mong chờ cái hành trình này. Và... Thế thì lúc đó cái phản ứng của người yêu của em sau khi em bước từ trong phòng siêu âm ra như thế nào? Em cứ đi ngang đó, em nhìn, em cười một cái. Là tại vì em phải hoàn tất thủ tục khác nữa. Anh hỏi em là sao rồi, em cứ đi ngang, em cười. Rồi lát nữa em lại đi ngang, em cười. Ảnh cũng thừa biết cái kết quả rồi. Em nghĩ vậy. Cho đến lúc mà em ngồi xuống, em đưa nè. Là anh nhìn vô trong cái tờ giấy đó. Xong anh và lại quay em ảnh cười nữa. Rồi em hỏi ồ cuối cùng là anh cười là sao? Thì giờ về gọi điện cho má chứ sao? Là ngay hôm đó mọi việc diễn ra rất nhanh. Tại vì chuyện của em với chồng em thì chắc chắn là nhiều người sẽ hơi bị bất ngờ. Bởi vì tụi em quen nhau, yêu nhau, rồi có con, rồi kết hôn. Chỉ vỏn vẹn một tháng. Tới hiện tại bây giờ em vẫn công nhận là em vẫn chưa hiểu hết chồng em. Tại vì thời gian tụi em quen nhau quá nhanh. Và cái chuyện tình này nó giống như là định mệnh vậy. Một cái đám cưới gần như là viên mãn rồi. Một cái đám cưới trong thai kỳ đó, phải hỏi coi cô dâu có mệt không, có đang đi chào bàn mà bị nghiến đồ không được. Dạ có chứ. Ủa nó đại mà cũng dính. Dạ em bị nghiến lên bờ xuống ruộng luôn. Em ăn cái gì là ói cái đó, ăn cái gì ói cái đó, không có cái gì mà ở trong bụng em lâu được. Không biết những cặp yêu nhau khác đám cưới như thế nào nha. Riêng em với chồng em là từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới tới bây giờ luôn vẫn còn cọc nhau à. Cọc hoài luôn, cọc từ cái lúc mà em có bầu tới bây giờ luôn. Chụp hình cưới cũng đã cọc rồi. Do em mệt á, do em mệt xong mà em cứ quạo rồi ảnh cũng quạo theo luôn. Bây giờ anh cười rồi. Dạ anh cười. Cọc xong thôi thì khoảng 30 giây sau là cười lại à. Thôi như vậy là cũng được rồi. Anh này phong độ anh ổn định ha. Dạ. Bản thân em là một người đi hát, cái việc em có con á là em phải cân đo đong đếm lắm. Em phải chịu bỏ và lùi về phía sau lại nữa. Giống như là khi mà em sinh em bé xong là em phải bắt đầu từ con số 0. Em vừa bị mệt trong người mà em vừa bị mệt cái này nè. Vì quá nhiều lời ở bên ngoài nói vào. Tại sao lại kết hôn sớm rồi tại sao lại đánh đổi sự nghiệp của mình để có con thôi. Mà trong khi đó bây giờ biết bao nhiêu cô gái á, rất là chán ghét việc lấy chồng rồi có con rất là mệt mỏi. Mà tại sao em lại chọn con đường đó trong khi em luôn là người thích tự do. Họ biết em có em bé trước khi cưới thì họ có những lời nói rất khó nghe. Em có phải đi giải thích với họ không? Cái thiên chức làm mẹ nó rất là thiêng liêng. Em có thể đánh đổi được cả công việc của mình thì những lời nói đó nó không là cái gì hết. Dạ, thì cứ thế mình vượt qua thôi. Tới tháng thứ tư tự nhiên đùng một ngày đó em bị ra máu. Không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho mọi người đâu, nhưng mà em là người khá là tiêu cực. Em suy nghĩ nhiều lắm, mau nước mắt đụng tới là khóc. Thành ra là lúc mà em bị như vậy, trời, em chỉ muốn là trời, bây giờ làm sao đây, con mình như thế nào rồi. Kiểu mình cứ ngồi, mình không dám đứng lên luôn. Đứng ngồi không yên. Rồi xong mà chồng em biết á, hỏi em sao, tại vì lúc đó em giấu. Sao mình lại giấu, mình rất là lo, nhưng mà sao mình lại tại giấu. Em cũng không hiểu cái hành động của em đó là như thế nào nữa. Trong khi đáng lẽ là mình phải nói liền cho chồng mình là mình đang bị như vậy. Mà không biết tại sao em, trong đầu em cứ sợ. Ví dụ như là em nói ra rồi, rồi lỡ như em có cái gì rồi chồng em bỏ em thì sao. Trời ơi. Hồi đầu thì bà tự tin lắm nha. Bà nói bà chỉ cần con thôi, còn người ta có trách nhiệm hay không bà không quan tâm. Đó, thì tự nhiên lúc đó lại kiểu giống như mình ở với nhau cũng mấy tháng trời rồi chị, gần nhau quá rồi. Chị rất là hiểu cái tâm lý đó. Chồng kêu trời ơi, thôi chiều tới giờ em không nói cho anh biết nè. Rồi chồng em lật đật tức tốc gom đồ đưa lên bệnh viện. Đưa vào tới cấp cứu rồi á, bác sĩ bảo là em bị nhau thai thấp. Em lo lắng, em khóc. Bác sĩ có nói với lại chồng em như vậy, đưa qua phòng siêu âm để kiểm tra kỹ thêm một lần nữa. Nếu mà
khó quá là khó giữ được em bé đó. Lần đầu tiên em thấy chồng em khóc. Cứ đứng nhìn lên nhìn xuống, chắp tay rồi rớt nước mắt. Và cuối cùng sự may mắn cũng đến với em là bác sĩ nói là cái này mình có thể kéo nó lên được bằng cách là uống thuốc. Và em ở bệnh viện cũng khoảng mấy ngày cho tới một tuần á, em cũng không nhớ rõ. Rồi sau đó về nhà vẫn uống thuốc và sau đó cũng ổn. Cái kỳ tích nó vẫn theo mình cho tới lúc đó. Ngày đi sinh thì nó diễn ra như thế nào nè? Dạ, tới cái ngày đi sinh thì hôm đó vẫn là một cái ngày đi khám thai bình thường. Chồng em luôn là người đồng hành với em trong tất cả mọi chuyện. Thì ngày hôm đó chồng em vẫn đưa em đi khám thai và chuẩn bị đi về rồi. Anh ra lấy xe rồi, em đứng bên trong mà em cảm thấy, ủa sao kỳ vậy ta, mình cảm thấy nó kỳ kỳ. Rồi em vào nhà vệ sinh thì em lại phát hiện nó ra máu. Em sợ mình không giữ được con. Đúng rồi. Dạ, em không có thoát ra được cái sự lo sợ đó. Lúc nào trong đầu em cũng có một cái tâm lý đó là em sợ chỉ một việc nhỏ thôi là mình không giữ được con. Em đi hỏi bác sĩ kêu là ủa khi nãy khám bình thường mà đâu có gì đâu. Thôi bây giờ mình cứ ở đây để bác sĩ theo dõi. Em nằm ở bệnh viện từ sáng như tới chiều tối luôn. Thì bác sĩ hỏi em có bị đau bụng không? Em hoàn toàn không bị đau bụng luôn nhưng vẫn ra máu. Em chẳng hiểu. Bác sĩ cũng nói sao trường hợp này lạ nhờ. Người ta bị ra máu hay là có dấu hiệu xanh thì phải rõ ràng một xíu. Bác sĩ khám là đó là bây giờ nó không chịu nở luôn. Nhưng mà nó, rõ ràng nó đã muốn ra rồi. Bác bảo em là cứ đi đi lại lại trong bệnh viện, rồi cứ xoa cái bụng của mình để cho nó thúc đẩy cái quá trình mà em bé muốn ra như vậy. Đến 12 giờ đêm bác sĩ chốt hạ luôn. Thôi cứ để nó ở bên trong như vậy hoài không được, lỡ có chuyện gì bác sĩ không chịu trách nhiệm, mổ luôn. Thế là em xin mổ mặc dù con em chỉ có khoảng 2,9 kg. Cái ngày mà mình đi khám thai mình đã run rồi. Còn cái lúc sinh mình còn rung hơn nữa. Trước khi mà đẩy em vào là chồng em đã nắm tay em nói một câu gì nè: không có gì phải lo. Thì một tiếng đó em niệm, em niệm muốn mòn, niệm khô mòn, cổ, mòn lưỡi luôn. Em niệm mòn. Em cứ nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn xung quanh, ánh đèn màu vàng 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 vàng. Nó lạnh. Lạnh nữa chị. Kim đồng hồ nó vẫn không thể nhích qua khỏi một phút. Có cảm giác là mọi thứ nó đóng băng. Có những cái khoảng chờ đợi mà sao mặt mọi thứ nó không nhúc nhích gì hết trơn á trời. Nó ghê hơn mấy cái cô đang yêu mà chờ đợi người tình đến trễ nhiều. Dạ. Nhiều nhiều dữ lắm. Cái thời gian mình đợi á là một tiếng, nhưng mà bắt em bé ra có 15 phút thôi chị. Em nghe tiếng khóc đầu tiên của con em. Em khóc lớn hơn nó nữa. Em khóc lớn hơn nó nữa. Thử coi đứa nào ngon lành hơn đứa nào. Ủa lần đầu tiên của một bà mẹ thi gan với con mà. Trời ơi, em nghe tiếng oe đầu tiên là em khóc, khóc luôn. Em khóc lớn hơn. Em cứ bình thường người ta khóc người ta nín kiểu mà khóc khóc tức tức thôi. Em rú lên như là ngôn tình. Em rú lên luôn, em kêu em giống như là ai đánh em vậy đó. Em gào lên hả? Dạ em gào lên. Bác sĩ kêu trời đất ơi, chuyện gì? Chuyện gì bây giờ tự nhiên đang người ta đang khâu lại mà khóc ra máu, sao người ta khâu được? Thì bác sĩ kêu nín không khóc nữa. Gặp bác sĩ cũng giống như người thân của mình vậy đó chị. Cô y tá đưa em bé qua cho em kêu nè, rồi em nhìn em bé một xíu đi. Em nhìn, trời ơi, ủa sao con mình không biết nó giống ai vậy trời. Không thấy gì ngoài cái chân mày hết á. Thật, cái kiểu nó cứ nhăn nhăn nhúm là sao? Là vì con chưa thẳng da nên không thể nhìn cái chi tiết. Dạ đúng rồi. Hay vì chân mày của con nó quá nổi bật. Dạ đúng rồi, tới bây giờ vẫn vậy. Nguyên cái mặt là cái chân mày là coi như chiếm spotlight hết luôn. Dạ đúng rồi. Em nhìn vô sao thấy mỗi cái chân mày à. Không thấy rõ là mắt mũi miệng như thế nào mà em bị cận nữa chị. Cứ bị nheo mắt lại mờ mờ, không biết hình hài con mình ra làm sao luôn. Chị thấy mỗi cái chân mày. Em cứ sợ nói rồi, bây giờ nè, ví dụ mà đem ra ngoài đó rồi mà con mình với con người ta nằm chung phòng hay là cái gì lỡ lộn rồi sao trời. Em cứ nghĩ như vậy, em tại vì em còn con nít lắm, em suy nghĩ những cái chuyện rất là trẻ con luôn. Không phải đâu em, bà mẹ nào cũng có những nỗi sợ đó. Những cái nỗi sợ mà bị con mình được nằm đó cái bị trộm nè, rồi bị tráo nè, rồi bị ai đó bắt cóc nè, rồi đủ thứ kịch bản. Dạ đúng. Mà với lại em không nhìn rõ được con nữa cho nên là cái nỗi sợ của em nó hợp lý lắm, không có gì hết á. Em nằm trong phòng hồi sức lại một lần nữa, em phải đếm đồng hồ nữa chị. Em không ngủ được, em nhìn xung quanh người ta ngủ hết trơn. Em thấy ủa em đâu có mệt gì đâu mà tại sao phải cho em nằm đây hoài vậy, cho em ra ngoài đi. Mỗi lần bác sĩ mở cửa đưa một người ra thì em nói ủa
tới em chưa? Tao không phải là mình. Cho tới khi còn đúng một mình em trong căn phòng đó luôn là em mới được đi ra. Không, thực ra nói ngắn gọn là em là người ra cuối cùng đó chứ. Trong phòng không còn ai, còn một mình em, lúc đó em mới được đi ra. Bà diễn tả một cái pha rất là, gọi là một cái cú xử lý rất là nhiều chi tiết. Thực ra chỉ đơn giản là em là ra người ra cuối cùng. À, dạ đúng rồi. Chồng em ở ngoài đợi rồi. Nhưng mà câu đầu tiên em nghe không phải là ừ em mệt không hay như thế nào, mà là em con chân dài lắm. Con chân dài lắm. Chồng em thì cũng 1m8. Wow. Hai người thì cũng khá là chân dài. Cộng lại cũng phải được 1m7 chứ. Cộng lại thì con của em chân dài em cũng dễ hiểu. Nhưng mà tại vì em bị mắc cười là tự nhiên mình đi vừa ra một cái không nói gì hết trơn á. Em chân dài lắm em ơi. Không, ý nghĩa của cái câu đó là gì là em biết không? Nó đích thực là con của chúng ta. Con của mình rồi đó. Không có lẫn đi đâu được. Và cảm giác rất là tự hào. Đúng, cho nên là nôn nóng để chờ vợ ra để khoe cái niềm tự hào đó. Cái sự tự hào theo kiểu như là đây là một cái điều mà chỉ có hai đứa mình làm được thôi. Chứng minh được cái đẳng cấp của hai đứa mình. Chồng em vui thiệt luôn. Chồng em nghe em kể thì chồng em cũng mắc cười. Chồng em kêu là ủa anh lúc đó anh không có nghĩ được là anh sẽ hỏi gì luôn á. Anh chỉ biết là anh thấy con mình chân dài quá thì anh khoe em thôi. Ồ, càng rõ nữa. Trong lúc người ta không biết làm gì thì cái mà người ta làm nó có giá trị mạnh nhất về mặt tiềm thức. Hiểu không? Có nghĩa là thật sự đúng là mối quan tâm của người ta. Không có sống giả được, không có giả trân được trong cái đoạn này. Cái đoạn này bộc ra cái gì là cái đó là cái sự thiệt hết rồi đó. Từ lúc có bầu luôn cho đến lúc sinh em bé luôn, sao em thấy em kiểu giống như là làm như là mọi cái sóng gió nó nhiều hơn hay sao á. Ra được gặp em bé rồi á thì ví dụ như em biết là sinh mổ người ta không có thể ngồi lên liền được thì cũng phải 2-3 ngày, nhưng mà em tới 5 ngày vẫn chưa ngồi được. Tại sao mỗi lần em ngồi dậy á là giống như là em bị đè xuống, cái đầu em nặng xuống như vậy nè. Giống như có một cái gì đó nó đè xuống mà em rất là chóng mặt luôn. Em không thể đi được. Thì bác sĩ ban đầu cũng tưởng là do em bị đau, còn đau cái vết mổ. Đến ngày thứ 5 bác sĩ mới bảo là thôi bây giờ bác sĩ sẽ nhờ những cái người ở bên khoa thần kinh đúng xuống rồi để kiểm tra cho em. Thì mới lòi ra là em bị tụt canxi. Mới lòi ra là em bị tụt canxi bị mà trong khi đó là ủa em thấy em bổ sung canxi tốt lắm mà ta. Đến ngày đi sinh em cũng vẫn còn uống những cái đó. Con em á. Dạ. Nó hút vô con em hết. Chân dài hả? Dài đó em. Không, với lại á, bổ sung là chuyện, còn hấp thu là chuyện khác. Dạ. Hiểu không? Thì con bả hấp thu. Ví dụ thu như hết. Đây là bổ sung ít nhưng mà hấp thu tốt. Trời ơi, em nói xong rồi bác sĩ mới là cho thuốc, cái thuốc liên quan tới cái đó thì y như rằng em uống thuốc mới có 1 tiếng đồng hồ sau là em đi bình thường. Trời ơi, thuốc tiền. Có nghĩa là tại vì trước đó bác sĩ chưa có tìm ra vấn đề của em. Rồi đến ngày mà em được xuất viện á là lại thêm một cái phốt lớn rồi. Em đang nằm để truyền cái nước á, cái nước mà bổ sung sức khỏe cho mình. Em cảm thấy lạnh giống như là có quạt thổi vô người vậy đó. Nhưng mà em nghĩ là lạnh bình thường, em cũng đắp chăn lại. Rồi tự nhiên nó giật. Nó từ lạnh nó chuyển sang giật mà rung cái giường luôn. Xung quanh người ta nhìn em quá trời luôn. Là lúc đó em không còn nói chuyện được nữa. Em bị cắn cái lưỡi mình lại rồi. Mẹ em phải lấy ngón tay á, bỏ vô, chèn vô. Dạ, chồng em lật đật chạy về thì và vừa vào á là thấy đã có bác sĩ đứng đó, mà phải là 7-8 bác sĩ tập trung tất cả bác sĩ trong cái lúc đó luôn. Là xung quanh em, giường em, người ta nhìn em quá trời luôn. Thì chồng em kêu là thôi chết rồi, không lẽ vợ mình sao rồi. Dạ, vừa vào thì kiểu buông đồ buông đạc hết luôn. Rồi bác sĩ mới là đem những cái đèn á, cái đèn nóng á chị. Dạ, xung quanh giường đèn của em. Dạ, rồi lại tiêm cái nó cho em tiếp. Dạ, tiêm cái hôm qua đã. Dạ, đúng rồi. Rồi khoảng sau đó là 15-20 phút là nó em bắt đầu giãn ra, hoặc em bắt đầu nói chuyện được. Bác sĩ lại kêu là em bị phản ứng cái nước truyền đó, kêu là cô này của sóng gió quá. Sóng gió hơn những bà mẹ bình thường trong phòng, không có ai sóng gió bằng em hết trơn á. Hồng nhan bạc phận sóng gió, sâu chuỗi lại ưu chán. Chắc nói vậy. Đúng rồi, hồng nhan rồi sau đó tự nhiên kêu được phán quyết một câu là chắc vô sinh. Dạ. Rồi bạc phận rồi đúng không? Dạ. Tới trường sinh được rồi, có quá trời sự việc là sóng gió. Về nhà nè, hành trình mình chăm con nó có sóng gió nữa hay không? Thật ra để mà nói em là một người cực kỳ may mắn khi mà em gặp chồng em đúng nghĩa là một người chồng của gia đình. Chồng em đến hiện tại vẫn là người kiên nhẫn nhất với con em và chăm con em tốt nhất.
hơn cả em luôn. Và em được những người xung quanh em như là mẹ chồng em, như là chị chồng em luôn, cũng hỗ trợ em chăm sóc con em rất nhiều. Cho nên quá trình chăm sóc con của em thật sự nó không quá khó khăn, bởi vì em đâu có chăm gì đâu. Em chỉ bị một cái đó là em sợ. Em sợ con em nó không thân với em. Và rõ ràng hiện tại con em nó không thân với em nhiều như là thân với ba của nó. Một cái sợi dây mặc nhiên cũng khó giải thích, đó là chắc chắn thì các con cũng sẽ rung cảm với ba hoặc là mẹ, bởi vì đó là đấng sinh thành. Nhưng mà đúng là để có thể xây dựng tình cảm thì nó cần thao tác, gọi là nó cần phải có sự tiếp xúc, va chạm rồi cũng phải có những cái sự chăm sóc nhất định. Thì chị nghĩ nếu như trong trường hợp mà Nhi sợ thì mình ngoài công việc của mình thì mình sẽ có những cái hoạt động với con ít thôi nhưng đều đặn, có nghĩa là mỗi ngày 10-15 phút. Em có thể chơi với nó một tí trước khi con đi ngủ, hoặc là có thể ôm hôn con, hoặc là thôi tắm cho con cũng được, hoặc là con có ai đó tắm cho con nhưng mà mẹ sẽ là người mặc đồ cho con. Tức là chúng ta tạo ra những cái hoạt động tương tác mang tính định kỳ. Và điều đó nó chính là cái sợi dây rất là tuyệt vời. Sao hết mà chị nói cái thời gian gần con mà hiệu quả nhất để mà chiếm lấy tình cảm của con đó là lúc trước khi nó ngủ. Tâm cơ dễ sợ. Tụi em quay trở lại với cái câu chuyện vợ chồng, nó có suôn sẻ hay không và nó có thoải mái hay không? Đây là vấn đề mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ luôn. Chủ yếu là tại vì thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện. Em may mắn là em gặp nhà chồng rất là yêu thương mình và chồng mình cũng vậy. Nhưng mà không biết tại sao khi mà em sinh em bé xong thì cái tính của em nó đổi quá nhiều và em không kìm được. Em thuộc dạng là người nóng tính đó. Nhưng mà trước kia là có điểm dừng, nhưng mà sau khi em sinh em bé là em không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Em nóng tính hay là em giận lên thì em làm người ta đau lòng nhiều lắm. Giống như là một con người khác đang giận, đang chửi, đang cãi nhau với chồng mình vậy đó, chứ không phải là em nữa. Thì thành ra lâu ngày cái tình cảm vợ chồng cảm giác nó có khoảng cách. Thật sự đây là lần đầu tiên em chia sẻ, bởi vì em muốn bản thân mình thay đổi, nhưng mà hiện tại em không biết mình phải làm gì để thay đổi. Em có muốn thay đổi đúng không? Dạ. Em có muốn kéo hai người lại gần nhau? Dạ. Nó sẽ là những cái cách giải quyết, là cái điều may mắn là em đã nhận ra. Dạ. Nhưng mà biết thôi thì đúng là chưa có đủ. Dạ. Vậy thì nó bắt đầu từ đâu? Thực sự là nó cần được bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện giữa em với chồng em. Dạ có. Em nhiều lần em cũng chia sẻ với chồng em là vấn đề hiện tại của em là gì. Em không hiểu vì sao khi mà em sinh em bé xong thì em lại cảm giác nó áp lực hơn. Mặc dù em đâu có phải là một người phụ nữ mà nữ công gia chánh hay là suốt ngày cắm đầu vào công việc nhà đâu. Em cực kỳ thoải mái luôn, gia đình hỗ trợ hết mức là cho em làm những việc em thích. Nhưng mà em vẫn bị là em cũng có đi khám thì bác sĩ nói là không phải cứ lao đầu vào công việc hay là mình bị áp lực từ gia đình thì mình mới bị stress. Đúng rồi. Mà là phụ nữ sau sinh là mặc định sẽ bị stress. Là nặng hay là nhẹ thôi. Thì em lại kiểu là bị không có gì nhưng mà lại bị quá nhiều. Rồi thành ra là lâu ngày á, nó dẫn đến cái sự mà không giải tỏa được. Em không giải tỏa được, là có nghĩa là trước kia em luôn tâm sự với chồng em mọi vấn đề, tất cả vấn đề em đều có thể nói chuyện được với chồng em, nhưng mà khoảng sau đó em không nói chuyện được. Em cứ cảm giác là nói một hai câu là có thể cãi nhau, nên thành ra là em không muốn nói nữa. Không muốn nói nó không phải là cách thực ra để giải quyết câu chuyện của Yến Nhi á. Thì trong một cái thời lượng hạn hẹp như thế này thì chúng ta cũng không thể nói cặn kẽ với nhau. Nhưng mà chị nghĩ là em nhận ra được vấn đề rồi thì phải bắt đầu thôi, khởi tạo lại cái việc là mình cùng nói chuyện với chồng. Để trước tiên là em giải tỏa được tất cả những cái điều mà nó uất ức ở trong lòng mình. Hai đó là cùng với chồng tìm giải pháp. Cái thứ ba đó là em phải trả lời được rằng là thực ra từng cơn căng thẳng của mình nó đến từ cái gì. Như vậy thì việc của mình là phải nhận ra được lý do. Và cái thứ tư đó là mình sẽ coi như là khó ở đâu thì sửa ở đó. Muốn kết nối hai người gần lại với nhau thì rõ ràng là cả hai phải có thời gian cho nhau. Nếu như mà muốn cảm thấy mình đỡ, gọi là mình đỡ mệt, thì phải định nghĩa là thực ra cuộc sống này mình cần cái gì, tiền mình cần bao nhiêu, rồi mình làm bao nhiêu để có bao nhiêu đó là được chưa. Và quỹ thời gian còn lại nó đòi hỏi em phải tái tạo lại năng lượng từ thể dục thể thao. Thậm chí đôi khi là vì cái ước mơ hoặc là cái đam mê ca hát của em nó cũng cần được thể hiện lại. Để em gọi là em khởi tạo được cái động lực. Thì đó là tất cả những gì mà chị nghĩ là mình cứ ngồi xuống với chồng và mình cùng nhau tìm cách giải quyết.
chắc là con sẽ dành lời nhắn gửi đến cho ba mẹ cũng như là ba mẹ chồng luôn, và các chị em ở nhà đã luôn là người ủng hộ cũng như là đồng hành phía sau lưng của con và em. Con xin lỗi vì những gì đã diễn ra trong thời gian qua, con làm cho mọi người buồn và làm cho chồng của mình buồn. Chắc chắn là trong một khoảng thời gian ngắn em sẽ không sửa đổi ngay được, nhưng mà để mà giữ được cái mối quan hệ vợ chồng cũng như là con cái trong nhà thì chắc chắn là sẽ thay đổi rồi. Mẹ cũng muốn nói với xác sĩ của mẹ, con gái em tên là xác sĩ, mẹ sẽ không để cho khi mà con lớn lên rồi nhìn thấy một người mẹ lúc nào cũng cọc cằn, lúc nào cũng khó khăn nhăn nhó. Mẹ hy vọng là mẹ sẽ thay đổi sớm trước khi mà con có nhận thức về mẹ. Mẹ yêu con. Rất là vui khi mà bạn nhìn ra được tất cả những cái vấn đề của chính bản thân bạn.